Đầu tiên thì mình sẽ nói về chiếc micro có dây này. Và như anh em đã biết, những chiếc micro có dây này có độ bền cực cao và âm thanh tín hiệu truyền đi đảm bảo, hoạt động liên tục mà không lo vấn đề về trùng kênh và mất tiếng khi sử dụng một thời gian dài. Và giá thành của những chiếc micro có dây này thường rất là rẻ, nhưng nhược điểm của nó là nó bị phụ thuộc vào sợi dây này. Những tín hiệu âm thanh sẽ chịu tác động không hề nhỏ từ thiết bị nhỏ nhoi này hay đâu các bạn. Chút xíu à, nếu mà đã lỗ một cái là âm thanh của mình không còn hay nữa, thì cái đầu này nó lỏng hoặc là khi cái thằng nó lên kia nó bị lỏng. Và dây cũng không được quá dài hay là quá ngắn, bởi vì nó còn phụ thuộc vào tốc độ đường truyền của dây tới thiết bị này nữa. Thường những chiếc micro có dây này dùng trong những phòng không gian nhỏ là hợp lý nhất luôn anh em. Hồi xưa thì mình hay thấy những dàn karaoke hay dùng những cái micro có dây này, còn bây giờ đa số người ta sẽ chuyển qua micro không dây hết rồi anh em, bởi vì sự tiện lợi của nó thì nó không có dây nên anh em có thể di chuyển khắp không gian phòng đứng ở đâu cũng có thể hát được. Và micro không dây truyền tín hiệu qua tần số sóng nhưng mà tiếng của nó vẫn to rõ, nhưng chất lượng âm thanh của nó vẫn to rõ vang và không hề bị rè nha anh em. Và tùy thuộc vào mình mua chiếc micro nữa, nếu mình mua chiếc micro xịn nghe nó sẽ không đảm bảo điều đó cho anh em. Và thường giá thành của con micro không dây này mắc hơn gấp nhiều lần so với con micro có dây này nha anh em. Đa số dàn karaoke hiện nay đều dùng chiếc micro không dây vì sự tiện lợi của nó. Trên đây là một vài chia sẻ đơn giản của mình về chiếc micro không dây hay là micro có dây, tùy thuộc vào nhu cầu của anh em mà chọn cho mình một chiếc micro phù hợp. Nhưng mình vẫn khuyên anh em nên chọn một chiếc micro có dây này vì sự tiện lợi của nó để dàn di chuyển, hát karaoke ở bất kỳ đâu trong không gian phòng.